chân kết thêm thiên thể phù vân vào mình. Ta đi tự thuở bình minh, xoay tròn bụi cát diệt sinh làm nhà. Đã từng gặp cạnh phong ba, từng nắng giọt đắng quyện hoa bèo mây, cho đời chân thiện đó đây, con thuyền trôi nổi chờ đầy gấm hoa. Chia sẻ nội dung của bài kinh này. Trước nhất á, thì Thiền Hữu sẽ đọc sơ lược hết, rồi quý vị nghe để ý tập trung, và sau đó chúng ta sẽ vô cái nội dung chính. Bài kinh này tương đối cũng không có dài lắm. Kinh tiểu nghiệp phân biệt như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ, tại tinh xá của ông Cấp Cô Độc, rồi thanh niên Su Ba đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Su Ba bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, duyên gì, giữa loài người với nhau, khi họ là loài người, lại thấy có người liệt, có người ưu? Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ. Chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh. Chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc. Chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn. Chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người đầy đủ trí tuệ. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, duyên gì, giữa loài người với nhau, khi họ là loài người, lại có người liệt, có người ưu? Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình. Nghĩa là có liệt, có ưu. Tôi không hiểu
nghĩa một cách rộng rãi điều mà tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vân tôn giả. Thanh niên Suma vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Dạ, ngừng ở đây. Bây giờ cái bài kinh này là Đức Phật nói cho thanh niên. Vị thanh niên này tên là Suma. Thanh niên có nghĩa là cái người ở ngoài, ở ngoài đời, ở ngoài thế gian, nghĩa là Phật tử. Nhưng mà anh này lúc này chưa phải là Phật tử, là người ngoại đạo, mà đến Đức Phật thắc mắc, thấy ở ngoài đời có người như thế này, có người như thế kia. Rồi cái thắc mắc đó cũng đã hỏi với các bậc đạo sư của các tôn giáo khác, và cuối cùng đến hỏi tôn giả Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca nói và trả lời như vậy, nhưng mà anh không hiểu, trả lời vắn tắt quá. Ví dụ như bây giờ tới đó thôi, quý vị hiểu hết không? Có hiểu không? Đức Phật trả lời như vậy, quý vị có hiểu không? Hiểu không? Có hiểu không? Cũng hiểu hả? Hiểu vậy là quý vị hay hơn ông này à? Giỏi hơn, thông minh hơn à? Còn á, Đức Phật nói vắn tắt như vậy, rồi ông này anh không hiểu, cho nên anh mới đề nghị Đức Phật nói một cách rộng rãi ra, tức là giải thích ra, nói rộng rãi ra để cho ông hiểu. Thì trước khi nói, Đức Phật kêu vị thanh niên này nói là hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ. Nhớ nha, ngày hôm qua cái bài kinh hôm qua cũng vậy, Đức Phật nói này các tỳ kheo hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ. Như vậy là được rõ ràng, Đức Phật dạy các vị đệ tử xuất gia cũng như là những người cư sĩ, hay là không phải là cư sĩ, những người ngoại đạo, khi trước khi Ngài nói thì Ngài cũng kêu là hãy nghe và suy nghiệm, chứ không phải là suy nghĩ. Suy nghiệm có là nghĩa là sao? Chiêm nghiệm những cái lời gì mà Đức Phật nói, chứ Đức Phật không có bảo là phải nghe và tin theo liền. Quý vị hiểu ý ha? Như vậy rõ ràng là Đức Phật, mặc dù Ngài là đấng tối cao đó, Ngài là một vị đã giác ngộ hoàn toàn rồi, trí tuệ của Ngài trùm khắp pháp giới, nhưng mà khi Ngài nói với bất cứ ai, Ngài cũng cho người ta một cách rất là tự do, không có bắt buộc. Không bắt buộc là phải anh phải nghe và anh tin theo, mà không có sự gọi là suy nghiệm cho kỹ. Cái chữ suy nghiệm này quý vị để ý. Rồi bây giờ Đức Phật nói nè. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông, sát sanh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sinh. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài người, chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy phải đoạn mạng. Con đường đưa đến đoạn mạng này thanh niên, tức là sát sanh tàn nhẫn, tai lấm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu tình. Phật nói tiếp, nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông nào từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếp, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sinh và loài hữu tình, do nghiệp ấy
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sinh vào thiện thú thiện giới ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung người ấy không sinh vào thiện thú thiện giới ở đời, nếu người ấy đi đến loài người, chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy đều được trường thọ. Con đường đưa đến trường thọ này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm kiếm, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sinh và loài hữu tình. Như vậy là Đức Phật nói rõ là cái con đường và cái nhân duyên mà những người gọi là đoản mạng, hay là những người gọi là yểu mạng, chết yểu, là do đâu? Do sát sanh hại vật, tay lắm máu, tâm tàn nhẫn, chuyên đã thương sát hại, không có lòng từ bi. Như vậy cái gốc để được trường thọ là không có được sát sanh. Quý vị nào giờ có sát sanh không? Nhiều không? Nhiều không? À, như vậy sao quý vị còn sống? Sống sống dài. Trở lại à, cái con đường mà sống trường thọ là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và loài hữu tình. Thì những người như vậy là có cái tâm gọi là từ bi. Nếu không sinh được về thiện thú thiện giới, có nghĩa là sinh lên cõi trời đó, thì nếu mà trở lại làm người á, thì cái người đó cũng được trường thọ. Đó là quý vị thấy người nào trường thọ, mà cái này nó tế nhị lắm. Mình có mắt thường của mình, cái bài kinh này là kinh nói về nhân quả nghiệp báo đó. Mình thấy có người như vậy, có người mới sinh ra là mất, hoặc là có người mất ở trong bào thai, hoặc là có người chỉ có 5-7 tuổi mất là do cái nghiệp đó. Nhưng mà thực sự cái nhân quả nghiệp báo mình, nếu mà mình chưa có phải là bậc chứng thánh rồi, mình không đừng có nói, mình nhìn mình ghi nhận thôi, chứ mình nói nhiều khi mình sẽ có ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên quý vị để ý, mặc dầu mình thấy người ta là sao, là chết yểu đi, nhưng mà mình cũng đừng có nói là người ta, tại vì kiếp trước nó sát sinh. Đừng nói nha quý vị, tu quý vị đừng nói. Học qua đã học cái bài kinh gọi là đừng có, đừng sao, đừng khen mình chê người. Mình nói như vậy có nghĩa là mình khen mình là sao, sống dài. Mình khen mình có từ bi, mình khen mình có đức độ, mình khen mình có phóng sinh, cho nên mình mới trường thọ. Còn cái thằng A, thằng B, thằng C đó là sở dĩ mà nó chết, nó yếu đó là do nó không có phóng sanh. Không phải, nó có còn những cái bí hiểm khác mà ở trong cái luật nhân quả tự động nó vận hành ở trong đó. Chứ cũng không phải là do bàn tay của Đức Thế Tôn nữa. Quý vị phải nhớ một điều, thì trước khi nói đến cái nội dung thứ hai đó, quý vị nên nhớ một điều là cái luật nhân quả không phải là do Đức Phật đặt ra. Đó là một chuyện. Cũng không phải là do cái quyền năng của Đức Phật, mà cái luật nhân quả là nó vận hành một cách rất là tự nhiên ở trong cái vũ trụ này. Ở trong cái thế giới đó có thể là thế giới mình thấy được, có thể là cái thế giới mình không thấy. Cho nên cái hay nhất là khi mà cái người tu hành đã biết luật nhân quả rồi, đã sợ cái nhân quả nghiệp báo rồi đó, thì nên cố gắng mình giữ được cái nào về thân, về khẩu, về ý được là mình cứ giữ. Đừng có nói dâm, đừng có nói. Hay mình nói coi chừng mình bị mất cái quả báo. Nó không phải mà nó, ông bà mình nói ngày xưa quả báo thì chày, có nghĩa là lâu đó.
ngày nay quả báo một dây nhãn tiền. Mà trong thực tế quý vị có thấy điều đó? Có thấy quả báo không? Nhãn tiền một dây thôi, trước mắt thôi. Và cái quả báo này trong đời thiên hữu thấy dữ lắm. Mặc dầu thiên hữu nhỏ tuổi hơn quý vị, nhưng mà chính mình đã thấy nó nhăn nhãn vậy đó. Những người mà mình thấy là mình tưởng đâu là họ giàu có như vậy, mình tưởng đâu là họ hạnh phúc như vậy, và khi mà họ sa vào cái con đường gọi là ăn chơi trụy lạc, sát sanh, giết những con thú này con thú nọ để mà hưởng cái thú vui của cái khẩu vị đó, thì là chưa đầy là 5 năm, chưa đầy 10 năm nữa là tâm sát. Ghê gớm vậy. Và cũng có những người mà ở trong chùa mà thiền hữu thấy luôn đó, là chết một cách thê thảm, cũng vì ác tâm. Cũng vì ác tâm là nghĩ là coi như là, bây giờ thiền hữu có nói cái chuyện này chưa ha, là có một người mà người này bây giờ đã mất rồi, và ông này là người tu đàng hoàng, rất là đức độ, và có một cái hành hạnh coi như theo cái hạnh khất thực trì bình á. Và ông không có lập chùa lập chiền gì chứ, ông cha cha người ta, có nghĩa là người ta lập chùa ông lại ông ở, rồi ông nói ông là theo cái hạnh 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 trì bình khất thực, không có lập chùa, nhưng mà chùa của ai lập thì ổng, không thấy ổng ở thì thôi cũng cho ở, ông sư huynh ông cũng cho ở. Nhưng mà khi ở trong một cái chùa quê, rồi xung quanh đó là đất ruộng, cái chùa quê là coi như là hẻo lánh ở chính giữa đồng vậy đó, rồi xung quanh có những cái nhà của những người cư dân cũng nghèo khổ, người ta ở dưới quê thì người ta nuôi gà, nuôi heo, thì gà heo á nó mới nó cũng khôn lắm, nó không ăn ở nhà nó không phá nhà nó, mà đi qua chùa nó ủi nó phá. Rồi ông sư huynh của thầy á thì lúc đó công việc này công việc nọ đi tứ xứ hết, cho nên mới để chỗ đó cho ông sư này ở. Thì ông sư này không biết cái nghiệp như thế nào, mà coi như là hễ mà ông gặp mấy ông đi khất thực mà trưa ông ăn trưa mà ông ngồi trong cái cốc mà ông thấy con heo qua là ông tự nhiên lòng sân ông nổi lên, ngộ chứ, lòng sân ông nổi lên rồi là ông lấy cây lấy rồi là ông ra ông rượt ông đập, rồi ông mang vốn với bên kia bên nhà mấy mà những nhà xung quanh cũng là những người quen Phật tử, người ta ở chỗ đó người ta đâu có làm chuồng làm gì à, cho nên người ta nhốt được vài bữa, mà heo mà nhốt thì nó lâu lớn, thấy không, rồi bắt đầu mới thả ra lại. Thì thả ra lại đó là cũng qua chùa ủi, nó ủi bông, nó ủi cây, nó ủi rồi nó phá, nó chung phá. Thì cuối cùng ông khởi cái ác tâm, cho nên cái ác tâm á nó rất là quan trọng. Đại thừa đó là chú trọng cái tâm là như vậy. Ông khởi lên cái tâm sân hận, cái tâm mà coi như là ghét, muốn coi như là chưa có giết con heo nhưng mà khởi lên cái tâm gì phải không? Gài dây điện, gài dây điện cho giật. Thì ông đích thân ông đi gài, gài ông đi gài xung quanh chùa như vậy. Thì mấy con heo bên đó ông cũng đi qua ông nói với mấy người hàng xóm, ông nói là ông có làm, ông có gài dây điện vậy đó mà qua nữa là thành heo quay à. Thì bên kia đó nó sợ, nó không nhốt, nó nhốt lại, và từ đó là không có qua phá bên chùa nữa. Và nó bẵng đi một thời gian ông quên, ở trong chùa quên dây điện thì còn đó. Và một ngày nọ thì trời mưa, ông đang 2-3 giờ chiều, ông đang ngồi ở trong cốc sấm sét như vậy, tự nhiên không biết ông nhìn sao, thiền hữu nghe kể lại thôi chứ lúc đó là thiền hữu đã đi ở Sài Gòn rồi,
Thì Thiền Hữu nghe kể lại là bắt đầu là sấm sét vậy, thì ổng lại nghe cái tiếng heo kêu ở ngoài nó ủi mà mưa tầm tã vậy đó, và nghe cái tiếng heo kêu và ổng nhìn thấy, bắt đầu đang mưa vậy ổng mới cầm cây ra, mà ai dè ổng cầm cái cây cây sắt ổng ra ổng rượt. Thì khi ổng ra ổng rượt thì không biết có heo thiệt không hay là quan hồn hay cái gì, nhiều đời nhiều kiếp mình không biết. Thì ổng chạy ổng rượt sao ổng dấp té, ổng té té lại là ngã xuống những cái sợi dây điện mà chính ổng là giật ổng chết, chết ở trong chùa không biết. Ông sư huynh ông cũng chưa đi về nữa. Mấy ngày hôm sau coi như là điện giật thành con heo luôn, đen thui khét luôn. Thì mấy ngày hôm sau ông sư huynh ông về đó, thì ông mới 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 hỏi ủa sao ông sư đã mất tiêu rồi, hỏi lại sao không thấy. Thì ông mới đi lân tân ra ngoài thì thấy nằm nằm mà nó bị giống như là nứt 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 da luôn à. Thì cái đó rõ ràng là do cái tâm ác tâm đó. Cái nhân quả nó hiện tiền là như vậy, quý vị thấy ghê ghê chưa? Không phải là chờ tới chết mới sinh vào cái cõi gọi là ác thú hay là sinh vào cái cõi địa ngục đâu, mà ngay trong hiện đời là nó đã bị vào cái cõi địa ngục rồi đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên rất là cẩn thận những cái mà mình khởi cái ác tâm, mà nếu mà mình không có gọi là biết kiểm soát và biết ngăn ngừa đó, là nó có thể đi đến cái hành động đó. Và cái hành động đó là hành động thiện hay hành động ác? Nếu mình khởi cái ác tâm là cái hành động chắc chắn là hành động ác chứ không phải là hành động thiện được. Cho nên rất là cẩn thận. Thì đó là cái người mà gọi là đoản mạng, gọi là chết yểu đó, là do những cái đó. Nhưng mà nó có những cái rất là vi tế ở trong nhân quả, mình chưa có chứng quả thánh mình không biết được, cho nên mình đừng có nói cái gì hết. Tốt nhất quý vị hiểu ý ha. Ở đây này, thanh niên có người đàn bà hay đàn ông, tánh hai não hại các hữu tình với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với cây dao, do nghiệp ấy thành đạt như vậy này, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sinh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, nếu người ấy đến loài người, chỗ nào người ấy sinh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn, con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn này thanh niên, tức là cái tánh hai não hại các loài hữu tình với tay hay là với cục đất hay là với cây gậy hay là với cây dao. Nhưng ở đây này, thanh niên có người đàn bà hay đàn ông nào tánh không hay não hại các loài hữu tình với tay với cục đất với cây gậy hay với cây dao, do nghiệp lành ấy thành đạt như vậy, sinh vào thiện thú. Người ấy nếu không sinh vào thiện thú, sinh vào cõi người, thì được ít bệnh hoạn. Con đường đưa đến ít bệnh hoạn là tánh không não hại người khác với dao hay là với gậy hay là với cục đất hay là với tay. Như vậy người nào bệnh hoạn? Quý vị có bệnh không? Có bệnh quá nhiều. Bệnh quá nhiều có người còn phải mổ đó. Bệnh mà tới mổ à. Nhưng mà quý vị có thấy là cái này nha, như vậy rõ ràng là phải có thân là có bệnh, mà có thân có nghĩa là có nghiệp, mà cái nghiệp bệnh hoạn. Quý vị có tin là có nhiều người là không có bệnh hoạn hoặc là ít bệnh hoạn, nhưng mà có nhiều người bệnh hoạn rất là nhiều, giống như Thiền Hữu là thuộc về cái dạng gọi là bệnh hoạn nhiều á. Hồi nhỏ đó nha, Thiền Hữu nói thiệt đó, là Thiền Hữu hồi nhỏ là sớm chết mấy lần. Thứ nhất là bị bệnh, có một lần bị bệnh gọi là gì gì mở rụng tóc hết á, ban bằng không phải bằng khỉ, bằng giống khỉ sao nó bằng khỉ, ban thôi đủ rồi.
Đừng nói băng cua, bộ giống cua rồi. Băng bạch hay là băng đỏ, nhưng mà băng bạch rất là ghê, rất là ghê, có thể chết. Băng đỏ cái gì chứ là uống uống thuốc mát, hoặc là uống cái sừng tê giác cà với nước cơm uống cái hết. Nhưng mà băng bạch rất là nguy hiểm, và nhiều đứa nhỏ chết cũng vì băng bạch, và tiền hữu cũng nằm ở trong cái số đó. Đó nói thật, nằm ở trong cái số đó và may mắn là không có chết, nhưng mà rụng tóc hết trơn. Cho nên cuối cùng là nhân, cái nhân viên đó mà cạo đầu luôn, nó chắc cú chứ. Chứ không thôi, mà nếu mà giờ ở ngoài đời mà thấy, quý vị có thấy cái mấy cái người mà ở ngoài đời mà bị cái bệnh đó không? Cái đầu sao? Sói nói gì, nó không còn, mà nó lưa thưa chỉ có mấy cặm thôi. Đẹp không? Đẹp không? Nhìn thấy là muốn sao? Trời ơi, cái tâm như vậy đó, nhìn thấy là muốn chửi. Cái tu mà ngồi trên chính điện nhìn thấy thôi kệ. Rồi quý vị thấy rõ ràng là thiền hữu là cái dạng mà rồi ở Sài Gòn đó, quý vị biết có thời gian là thiền hữu bệnh một tháng là 29 ngày là bệnh hết 27-28 ngày, cạo gió. Yếu xìu à, chứ không phải mạnh giống như giờ đâu. Bây giờ bắt đầu như là nó bị hồi gì đó. Già lắm sao mà đi nói. Thôi, đó không biết gì mà giờ nó được như vậy. Chứ hồi xưa nó, hồi trước, hồi còn trẻ nó, mà nhờ như vậy thật sự á, hồi còn lúc đó nhờ như vậy mình kiểm lại nó, mình mới thấy cũng nhờ lúc đó bệnh hoạn yếu đuối như vậy mà nó mới còn tu tới ngày hôm nay. Có tin không? Chứ còn nếu mà lúc đó mà khỏe mạnh nó tu nổi không? Chắc cũng nổi đâu ạ. Chưa chắc ạ. Ồ, khỏe mạnh vậy thì có người sắm cho thì hữu chiếc xích lô chạy rồi. Mà khỏe mạnh quá rồi, chạy xích lô. Đúng không? Nhưng mà là nhờ yếu đuối vậy đó. Thứ nhất là nó ở ngoài nó nhìn vô nó thấy là nó quợ rồi, là nó ghét rồi đó. Thấy không? Đàn ông trai gì đâu mà yếu đuối dữ vậy? Là tránh xa. Thấy không? Cái thứ hai nữa là cái tóc như vậy nè, nó không thích, cho nên nó không hấp dẫn. Và nhờ vậy mà tu luôn, tu cái đó là cũng là cái may mắn, nhờ có bệnh hoạn như vậy. Cái đó là mình, cả cá nhân mình nói nha. Trở lại, rõ ràng cái con đường mà bị bệnh hoạn là do làm sao? Là mình não hại người ta bằng tay. Có nghĩa là này nói là với não hại các bạn hữu tình với tay, có nghĩa là mình sao? Mình đánh đập cái tay của mình á, mình đánh đập hoặc là mình khiều móc người ta hả, hoặc là mình lấy đất lấy đá mình chọi người ta, hay là mình lấy da lấy gậy, hay là lấy dao mình thọt người ta, thì cái đó đó hồi nãy là sát sanh, còn này là không có sát sanh, mới chọc ghẹo thôi. Quý vị có chọc ghẹo không? Thì chọc ghẹo như vậy cho nên là cái quả báo là bệnh hoạn. Còn người nào không có chọc ghẹo, không gì hết, ngược lại với cái đó là người đó được khỏe mạnh. À, quý vị nào muốn sống khỏe, mặc dầu sống khỏe nó còn có những yếu tố khác về cái chế độ dinh dưỡng, ăn uống, chứ không phải chỉ có cái này không, mà còn có phải cái gọi là gì, ăn uống cho kỹ lưỡng chút. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là những người ăn uống kỹ lưỡng là những người không có bệnh. Những người ăn uống kỹ lưỡng vẫn bệnh như thường. Thành ra giải thích về khoa học là không giải thích được. Tại sao nó ăn uống kỹ lưỡng rồi nó sống ở một cái xứ sở gọi là không có gọi là ô nhiễm môi trường như thế này, nhưng mà tại sao nó bệnh nhiều quá thế? Rõ ràng không? Như vậy là bắt đầu mới người ta mới không giải thích được bằng khoa học, người ta mới giải thích bằng tâm linh. Thì Đức Phật mới nói là do cái ác nghiệp nhiều đời
làm những cái chuyện đó, cho nên bây giờ người đó hay bệnh hoạn. Thì bây giờ con đường tránh không có bệnh hoạn, khỏe mạnh, thì quý vị đừng có làm cái này. Nhưng mà thực chất quý vị đã coi như là sống cỡ như vậy rồi đó, thì chắc chắn là quý vị không có làm. Lâu lâu chỉ lấy làm sống nặng tung bắn chim mà chơi thôi, phải không? Lâu lâu đi câu cá chơi vậy đó. Đây nè, có nhiều người nè đó, đi câu cá mà con đi câu cá con không có ăn, con đâu có sắc xanh mà con đem về cho người khác ăn. Có không? Có. Chứ không phải có đâu. Rồi, ở đây này, thanh niên có người đàn bà hay đàn ông phẫn nộ, nhiều Phật ý, hãy bị nói đến một chút thời bất bình, giận hờn, phẫn nộ, sân si, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân si, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, người ấy sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào ác thú, ác giới, vào cõi dữ, hình sắc xấu xí. Con đường đưa đến hình sắc xấu xí này, thanh niên, tức là phẫn nộ bất mãn. À, cái này liên quan đến quý chị Phật tử á, liên quan đến sắc đẹp. Ở đây này, thanh niên có người đàn bà hay đàn ông nào không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, dầu có bị nói nhiều đi nữa cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào thiện thú ở đời, sắc đẹp quan hỷ. Con đường đưa đến sắc đẹp này, thanh niên, tức là người không phẫn nộ, không bất mãn. Vậy cái thứ ba liên quan đến quý chị đó, quý Phật tử nữ đó, quý vị có muốn đẹp không? Ai cũng muốn đẹp đó, đúng không? Nhưng mà mình muốn đẹp bằng cách là mình sức dầu thơm, mình sức những cái loại dược phẩm mà của người ta chế biến ra để mình trét lên mặt mình cho nó là đẹp. Nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy có một cách coi như là giữ, coi như là đẹp, là cái cách của Phật. Còn người nào quý vị thấy mặt mày xấu xí, nhăn nhó, là quý vị thấy là thứ nhất là bị cái tâm tánh người đó hay phẫn nộ, hay nhiều Phật ý, cái này mới gắt nè, hãy bị nói đến một chút là bất bình, hãy bị nói đến mình chút là bất bình, sân hận, chống đối, và tỏ ra, thể hiện ra bên ngoài luôn. Như vậy chắc chắn là sân si nhiều, cho nên là mặt xấu thôi, có đúng không? Quý vị có để ý cái đó không? Người nào ở trong lòng hoan hỷ, không có bất mãn, không có phẫn nộ nha, trong lòng những người đó như vậy tự động là nó đẹp ra bên ngoài. Cho nên hôm qua đó quý vị biết không, cái này nói để cho mừng mấy người mà đến đây tham quan và đến đây mà viếng chùa đó, những người Thái, những người Úc đó, họ hỏi thầy, họ nói sao mà mày cho cái đám đệ tử của mày ăn cái giống gì mà ra sao đứa nào nấy mặt đẹp quá. Thiệt à? Thiệt á? Phi chân nhân. Thiệt. Không à, cái đó thiệt à. Cái đó nó hỏi thiệt á, chứ không phải không hỏi. Có hỏi đó. Cái này nói. Đó. Thành ra là nó thấy quý vị đẹp quá chừng luôn. Cỡ như cái bà già nhất ở đây mà nó còn nhìn nó thấy đẹp nữa. Thành ra nó đua nhau mà nó chụp. Chụp ảnh quá chừng luôn, kêu réo lúc đó, kêu vô năm thầy, kêu 4-5 lần, kêu Phật tử của thầy vô trong chánh điện chụp hình.
không có ai vô chân. Tới chừng mà đi ra ngoài mới thấy trời ơi đúng rồi, nó không cho vô phải rồi. Bị coi như là đứng, coi như là người ta chụp hình quá chừng luôn. Không, cái đó là nó thiệt. Điều đó thiền hữu là nghe nói như vậy, họ nhìn như vậy là mình rất là mừng. Mừng là vì là quý Phật tử ở đây biết đi chùa không có còn sân hận nữa, không có còn phẫn nộ nữa, cho nên nó mới lộ ra cái mặt mà quá đẹp như vậy. Người ta thấy người ta mê, có 4 năm tay nó lấy. Hả? 4 năm tay nó lấy chữ ký xin địa chỉ. Thì thấy luôn nè, có rồi cho địa chỉ nữa, cho mà coi như là không biết mất cả đó, cho nó cho luôn, cho hết. Hả? Mà toàn là mấy người mà cho địa chỉ chứ cho số điện thoại toàn là coi như là tám mấy không. Nó hỏi ăn cái gì, nói không có gì đâu, ăn chay mà ta ăn tàu hủ không à. Nói trời ơi, bên đó bên kia người ta ăn thịt thà, ta ăn đồ bị bên Nam Tông mà, cho nên họ đâu có ăn đồ chay giống mình đâu. Cho nên như vậy mà nó thắc mắc, nó hỏi tại sao mà cái chùa ở trong khu như vậy mà bổn đạo đông như thế, và người nào người nấy rất là hoan hỷ, rất là đẹp. Cái đó nó thiệt, mà không phải một người nói, không phải ông sư nói không, mà những người Phật tử trong đó có người Tây, người ta cũng nói vậy. Và tương lai người ta sẽ trở lại đây nữa. Thành ra quý vị, mà thầy có giới thiệu là muốn gặp mấy bà đó đó, thứ bảy không có gặp được, hãy gặp chủ nhật. À, nói này bữa nay là thứ bảy ta mới nhá hàng thôi đó, muốn gặp chủ nhật hả, còn đông hơn nữa, người đẹp còn dữ dội hơn nữa, xuất hiện á. Thành ra rất là mừng, rất là mừng, rất là mừng là vì là quý vị không có cái tâm phẫn nộ sân hận, không có bất mãn, cho nên là được cái sắc diện như vậy. Cái đó thì muốn nói thiệt, quý vị có để ý không, khi trong lòng mình mà có nhiều cái hoan hỷ, nó thay đổi sắc diện. À, quý vị có để ý không, chứ không phải không có đâu, mà rõ ràng là nó thay đổi luôn cả sắc diện và nó thay đổi luôn cả cái sức khỏe luôn. Có nhiều người nhìn thiền hữu ở đó tưởng đâu thiền hữu chết sớm, nhưng mà nhờ ở trong lòng không có để lòng cái gì hết ha. À, có cái lâu lâu thì là thấy cái gì là nói liền, giống như giờ đó là thấy cái gì không được là nói liền. Cho nên quý vị đừng có nói là thầy khó, không phải, nhưng thà vậy chứ còn không có để bụng. Đó, ví dụ như giờ thấy cái chỗ đó là chỗ thầy nói đơn giản ở phía trước, ngay chỗ cái nhà tổ bên tay phải ở trong nhìn ra là cái hàng rào đó đó, là để cho đẹp và ngăn coi như là sợ mấy đứa con nít nó ngã, chứ chỗ đó không phải là chỗ máng quần áo. Nhưng mà thiền hữu để thấy là hổm rài là có cái áo nào đó không biết của ai, xin thông báo luôn. Cái áo tràng không biết của ai mà cứ máng ở đó hoài. Thành ra thiền hữu thông báo bữa nay luôn. Và từ đây tới trưa mà tới chiều mà còn nữa là thiền hữu cho đi cúng dường cho bà quả. Không nào nói thẳng luôn, giận chịu thôi. Mà người nào giận thì xấu. Vậy đó, muốn sao? Người nào giận thì xấu rất nhiều. À, cho nên là người nào là giận thì ráng chịu thôi. Nhưng mà cái này nè, sân hận nè, rồi bất mãn. Có nhiều người không có sân hận nhưng mà bất mãn có nghĩa là sao? Không bằng lòng, không vừa ý, nhưng mà không có nói ra. Thấy không? Không bằng lòng, không vừa ý, không nói ra, nhưng mà coi như là cứ đi tới lui mà trong lòng nó bực lắm, bực lắm. Thì như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái cơ địa và máu huyết, lúc đó nó có được tốt không? Khi mà một người phụ nữ
Nam nữ gì cũng vậy, khi mà cái lòng sân hận, đây là khoa học nha, cái lòng sân hận mà giận hờn mà nó bốc lên đó, này cái chuyện này Thiền Hữu có kể rồi đó, là người đó nếu có con, sữa của người mẹ lúc đó là chất độc. Cho nên á, bà này bà giận chồng bà, tàn chồng bà bỏ, bà sinh ra, này chuyện ở bên Mỹ, bà sinh đứa con ra, xong rồi thằng chồng nó thấy bà mà lo con như vậy, thì nó bỏ nó đi, không biết nó đi đâu. Bà nghi ngờ nó, cho nên bà giận hờn, mà bao nhiêu cái buồn, cái giận ở trong lòng đó, bà không nói ra, nhưng mà nó lại tiết ra một cái chất ở trong sữa đó, sữa mẹ đó là chất độc, đứa con nó bú chết ngắt luôn, chết luôn. Cho nên rất là nguy hiểm. Quý vị mà giận hờn nhiều, hiềm hận nhiều, cái người nào hiềm hận nhiều trong lòng, có những cái uẩn khúc mà không nói ra được hoặc là không giải tỏa được là mau chết sớm đó. Nói thật đó. Hoặc nếu không á, nhồi máu cơ tim luôn đó. Có bài hát luôn này. À. Có bài hát sẵn sàng hát rồi đó. Ừ, rồi. Lát hát. Nhồi máu cơ tim. À, lát hát. Rồi, thì như vậy rõ ràng cái nhân mà coi như là xấu xí là sao? Là do nhiều đời nhiều kiếp là có cái tánh như vậy. Và nếu mà kiếp sau quý vị muốn đẹp, muốn trở thành hoa hậu, thì giống như trong cái phim mà quý vị thấy là phim Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Cái kiếp trước của Ngọc Lâm Quốc Sư là đẹp không? Đẹp gì đẹp? Xấu như ma. Xấu xí mà cái mặt coi như là người ta nhìn. Cái kiếp trước của ông đó cũng là một cái người tu, nhưng mà cái mặt đó là coi như là không, chỉ có thấy hai con mắt thôi. Ha, ghê tợn như vậy. Và cái kiếp trước của ổng, tại sao ổng bị như vậy? Là vì cái kiếp trước đó nữa, là ổng khinh khi cái người đi chùa, khinh khi cái người tụng kinh đại thừa, khinh khi cái người mà bố thí cúng dường, và đặc biệt là không có quan hỷ với những người cấm hoa, không có quan hỷ với những người mà người ta cúng dường bông hoa cho Phật và cúng đèn cho Phật. Cho nên cái kiếp kế là ổng cứ bằng xấu, thật là xấu. Người ta nhìn là người ta không dám, người ta xỉu liền, tưởng đâu là ma, tưởng đâu ác quỷ đó. Thì như vậy lúc đó ổng buồn quá. Ổng là một người tu, một con người ổng tu ở trong chùa, mà bây giờ là người ta xa lánh ổng, người ta không nhìn ổng, người ta sợ ổng, thì sống làm chi nữa. Cho nên ổng mới nửa đêm ổng thắt cổ, ổng muốn thắt cổ. Thì lúc đó hòa thượng sư phụ biết, cho nên là lại mới khuyên giải, nói con thắt cổ con cũng không có giải quyết được cái nghiệp quá khứ của con. Con có chết bây giờ đi nữa, con cũng không giải quyết được cái nghiệp quá khứ của con, là nghiệp quá khứ của con tạo như vậy, xấu ác như vậy. Thì bây giờ con phải vậy, mà con muốn mà thoát được cái kiếp này, để kiếp sau con là đẹp ra, người ta nhìn người ta thấy khả ái, dễ thương, thì con nên thứ nhất là con làm hương đăng, con cúng hoa, con cúng phà đèn dầu Phật, và con hoan hỷ với mọi người. Những cái chuyện gì người ta làm lành làm thiện, con đều phát khởi tâm hoan hỷ. Con chỉ tu nhiêu đó thôi, và con lại Phật Dược Sư. Thì từ đó về sau là ông nghe lời, ông lại Phật, ông sám hối, ông làm những cái việc đó, cuối cùng ông mất bắt đầu sinh ra lại cái kiếp kế tiếp là trở thành một cái người gọi là Ngọc Lâm Quốc Sư, mà coi như là đẹp trai nhất nhất chùa, đẹp trai nhất chùa thôi chứ không có nhất xứ đâu. Ở xứ khác nhiều thằng đẹp hơn, nhất chùa thôi, mà chùa có hai thầy trò thôi, nó đẹp trai nhất. Rồi thì á là ổng kiếp sau là ổng chuyển đi,
Như vậy rõ ràng là ông Hòa Thượng ông đâu có dạy sức kem, sức dầu, sức gì đó. Mà ông dạy sao? Tu. Ông dạy tu cái hạnh hoan hỷ, tu cái hạnh tùy hỷ, và cúng dường nhang đèn dầu và bông hoa. Nói vậy để mà tuần tới hay này, tuần tới nữa có bông hoa chứ. Như vậy rõ ràng quý vị có để ý, ngày hôm nay thật sự mình nói ở đây nha, trong cái chánh điện này á, ở đây nhìn xuống thấy ai cũng mặc cũng khả, khả ái chăng chứ không khả nghi. Khả ái, đẹp, tươi, thấy không? Người ta thích, người ta thấy, người ta gần gũi. Đó thì là mình biết là cái nhân kiếp trước là mình có tu những cái hạnh lành như vậy, cho nên kiếp sau là mặt mà sáng sủa dễ thương. Còn á, nếu mà là xấu xa đó là do cái kiếp đó đó. Nhưng mà nói vậy nó có những cái y tế đó. Cho nên mình đừng có nhìn cái bề ngoài. Có nhiều vị Bồ Tát người ta hiện thân xấu. Quý vị có coi gọi là thất chân nhân quả không? Có ai coi thất chân nhân quả không? Có không? Không có coi hả? Cái cuốn thất chân nhân quả không có coi thiệt hả? Ủa không thấy hả? Ở cái cuốn mỏng này nè không thấy thất chân nhân quả khu trường sưng dương trùng dương đâu đó có mấy vệ tử bảy không kiếm hiệp gì tu hành kiếm hiệp. Nhưng mà cái đó là Dương Trùng Dương là người ta có thiệt, và người ta là một vị đạo sĩ, người ta là một người khai sáng ra cái môn phái Võ Đan. Nhưng mà là nói thêm là ông có nhiều là mấy ông đệ tử, và những ông đệ tử đó đều là cái phái Võ Đan vẫn là cái phái chính phái, làm việc nghĩa hiệp. Và một trong những người đó, để nữa kể cho nghe, kể hết dài. Ở đây này, thanh niên có người đàn bà hay đàn ông tật đố đối với người khác, được quyền lợi, được tôn trọng, được cung kính, được tôn sùng, được đảnh lễ, được cúng dường, sanh lòng tật đố, sanh lòng ích kỷ, ôm ấp tâm tật đố, do nghiệp ấy thành đạt như vậy. Người ấy khi chết sanh vào ác thú, sanh vào ác giới. Nếu sinh vào cõi người thì quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền thế nhỏ này thanh niên tức là tật đố, ôm ấp tâm tật đố. Nhưng ở đây này, thanh niên có người đàn bà hay đàn ông không có tật đố, đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, được cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tâm tật đố, sanh không sanh lòng ôm ấp tật đố, do nghiệp ấy người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú. Nếu sinh lại cõi người được quyền thế lớn, con đường ấy đưa đến quyền thế lớn này thanh niên tức là không tật đố, không ôm ấp lòng tật đố. Như vậy ở ngoài đời quý vị thấy có nhiều người có được quyền thế lớn, tức là có nhiều người tự nhiên họ sinh vô nhà quyền thế lớn do họ có cái phước báo. Và cũng có nhiều người trong đó có mình là không sinh vào nhà quyền thế lớn. Tức là quyền thế lớn có nghĩa là sao? Sinh vào nhà có quyền lực này, nhà có những cái gia đình có địa vị, hiểu không? Tức là người nào mà được sinh vào nhà có địa vị, có, hoặc là người đó có địa vị, có quyền lực, thì mình phải biết cái kiếp trước người đó làm sao? Tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ. Và thấy người khác tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ mà mình không sanh tâm tật đố, đố kỵ, hiểu không? Như vậy là muốn có quyền thế, muốn có thế lực,
không phải chỉ có là móc ngoặc, không phải chỉ có lo lót, cái đó không có chắc đâu, mà thực sự là sao, mình phải tạo những cái nhân duyên, cái phước báo đó. Cái phước báo nhân duyên đó là thấy người ta có quyền thế mình không có ganh tị, thấy người ta có cúng dường mình không có ganh tị. Thầy ngồi đây thấy người ta cúng dường quá chừng luôn nè, thấy không, bông trái còn đầy chân nè, còn bò thơ nữa, qua hai cái thùng phước xương đầy nhóc, khai thiệt luôn. Hôm qua thấy đẹp người quá trời, em quá hỉ. Thì có đứa nó ganh tị, đứa nó ganh tị, nó trời ơi sao ẩm được nhiều người cúng quá chừng vậy, lại vô lại nó cúng quá chừng luôn, không có ngồi ngoài được chụp hình chứ, mà sao không có cho ai cho, không ai cho tiền hết chứ, cho chụp hình thôi. Thì nếu mà sanh cái tâm ganh tị như vậy là sau này kiếp sau là không có quyền thế, không có quyền thế, không có thế lực, không có địa vị. Còn muốn có địa vị, muốn được quyền thế thì mình phải tôn trọng người khác, mình tôn trọng người khác, mình cung kính người khác, mình tôn sùng và mình đảnh lễ cúng dường, không sinh lòng tật đố, không ôm ấp, tức là sao, không nói ra nhưng mà ở trong lòng ôm ấp, ích kỷ, cái đó ta gọi là ích kỷ, tật đố, ghen tị, ích kỷ. Thấy người ta cái này khó lắm, mà thấy người ta cắt chùa bự nhé cũng ganh tị nữa nha, có không? Coi chừng có đó, thấy bên cái làng kia có cái chùa 80 tỷ, mình ở đây phải có cái chùa 85 tỷ, hơn 5 tỷ, cứ tranh đua nhau vậy. Thì cất chùa cái kiểu đó mà có cái lòng gọi là ganh tị tập đố đó. Còn mình cất chùa giàu cho 1 triệu tỷ đi nữa mà cái tâm mình không có nghĩ đến cái chuyện gọi là hơn chùa kia chùa nọ, mà mình cất mà mình nghĩ đến cái chuyện mình cất lớn ra, mình lập ra để cho bá tánh thập phương người ta tu, cất cái chính điện lớn ra. Hỏi sao vậy? Để cho lớn hơn cái chánh điện chùa kia, trật trật ngay cái lúc đó, dù cho có phước báo cất đi nữa nhưng mà cái đó là thất bại. Còn mình cất chánh điện, hỏi thầy cất làm gì? Cất cho bổn đạo nó về, nó tu, nó có chỗ, nó ngồi rộng rãi, hay gì đó, nó ngồi chật chội rồi đụng chạm rồi nó quýnh lộn nhau thôi, giờ cất rộng rãi ra để gì? Để cho nó ngồi, nó vừa ngồi nó nằm luôn. Ồ, cái tâm nó tâm tốt quá. Tâm đó thì coi như là quá lớn, cho nên giàu cho cái chánh điện to đi nữa nhưng mà không có hơn thua, không có hơn thua. Mình mà có cái tâm hơn thua thì không có thể được. Quý vị phải tin điều đó. Tại sao có người đó họ sinh ra tự nhiên họ có thế lực? Không phải là họ, không phải là họ muốn, nhưng mà do cái phước lực khi mà nó đầy đủ nó đẩy đến đó. Còn cái phước lực của mình nó kém quá, mới có chút xíu à, nó đẩy, nhưng mà nó đẩy lỡ, nó đẩy cái rớt vô cái bụng của con heo, trở thành chư quan giới liền, thấy không, quăng xuống. Lúc đó ông Ngọc Đế, tức là ông trời đó, ông tiên bồng, ông gọi là tiên bồng nguyên sói này nè, đi qua đi công tác ở bên bên cung Hàng Nga, ai bên đó thiếu gì người, ông không dè dãn cái con ghệ của ông Ngọc Đế, dè dãn nhầm cái con Hàng Nga, mà Hàng Nga đó là ghệ của Ngọc Hoàng. Ngọc Đế có nghĩa là Ngọc Hoàng đó, chứ không phải ông Ngọc Hoàng có con Hàng Nga. Mà Hằng Nga là một trong 100.000 là vợ chưa cưới của Ngọc Hoàng. Cho nên Ngọc Hoàng nghe nói vậy, mặc dù ổng Ngọc Hoàng vậy chứ cái nào của ổng là của ổng à, cái nào cúng là cúng mà không có được bậy bạ mày, cái nào giống như mà nói ngoài đời vậy đó, cái nào cúng là cúng, cái nào ăn là mày.
cho nước mắm đổ đầu chứ. Chôm chôm không có được. Đó, đó Ngọc Hoàng ông cũng bực, cho nên ông kêu quá anh này anh tưởng đâu là qua có chuyện gì, tưởng thưởng hay gì, qua nắm đầu quăng xuống dưới trần gian. Ai về cái phước không có, xài hết phước rồi. Cho nên tới cái khúc mà thay vì tới vô cái nhà của công tử Bạc Liêu là đã rồi, nó không vô tới nhà công tử Bạc Liêu, vô tới cái chuồng heo mà heo đang chuyển bụng đẻ. Thành ra cuối cùng lại sanh ra thành Trừ Bát Giới. Mình ví dụ như mình cũng có một chút phước à, phước được làm người nè, thấy không? Nhưng mà khi mà coi như là tái sanh, cái phước mình nó mới đi tới, thay vì nó đi ra ngoài Hà Nội hay là nó đi lên Sài Gòn để mà nó sanh ở trên đó, như thầy nè cũng có một chút phước thôi, cho nên không đi lên đó được, quăng xuống cái nghiệp nó đẩy xuống tuốt ở dưới xe đẹp. Là ra sanh ở dưới đó vậy thôi hả? Mà sanh ở dưới đó thì học hành đồ này nọ thì nó sao bằng được cái dân ở trên Sài Gòn. Rồi bây giờ nói gom lại Sài Gòn, nếu mà nó có đủ phước á, là nó sanh vô ở trong cái quận nhất, quận 3, quận 5, quận 10. Còn này nó không đủ phước, nó cũng Sài Gòn nữa mà nó ở ngoài Bình Chánh đó. Hồi xưa chưa có Bình Tân, ngoài Bình Chánh mà nó gần ở bên gọi là Bình Nước Đạo Heo. Gần Bình Nước Hòa, nó gần đó. Rồi vậy thì là sao, cái phước của mình có chút xíu thôi, phước nó nhỏ, vậy thì làm sao mình có thế lực được. Thành ra quý vị để ý nha. Rồi có nhiều người đó, họ vô chùa họ có cái phước đó, tự động vô chùa sao nhưng mà được làm trụ trì sớm. Còn có cái người mà coi như ở trong chùa từ nhỏ tới lớn luôn nhưng mà không có cái phước làm trụ trì, không có cái phước làm trụ trì, cho nên có hơn thua giành giật chạy chọn hồi cũng bị văng ra. Đó là cái chuyện ở trong chùa thôi, nó cũng vậy. Cái phước làm trụ trì, ngoài cái phước của cái người đó ra còn có đức nữa nè, còn có nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà để nói không phải là mình thấy như vậy là coi như mình làm được, mà còn nhiều cái yếu tố nhân quả, nhiều kiếp nhiều đời nữa. Thì người nào mà quý vị thấy là mình không có thế lực, quý vị có thế lực không? Không, quả thật là mình không có thế lực, mình không có sinh vô. Ngoại trời ở đây thì hữu thấy có một số là cũng là công tằng tôn nữ không, cũng con cháu của vua Minh Mạng, Thiệu Trị hay là Tử Đức hay là Bảo Đại hay là mấy người đó nha, cũng có phước lắm. Quý vị có biết có một bà hoàng hậu, cái bà này bà có cái phước, bà sinh ra là bà làm vợ của vua. Quý vị có biết là Ngọc Hân công chúa là vợ của ai? Trời, Ngọc Hân công chúa. Có ai là bà con nãy Thiện Hình Hữu nói đó, dòng họ công tằng tôn nữ phùng mỏ, có không? Không, này không có hả? Sinh vô trong mấy cái nhà đó công tằng tôn nữ không à? Thấy không? Công tằng tôn nữ Phùng Khánh, công tằng tôn nữ Phan Thị Quyền Quý, công tằng tôn nữ này, công tằng tôn nữ nọ là con vua cháu chúa không đó. Nhưng mà có một số người thì hổ độc, con vua cháu chúa ha, chết sớm, 20 tuổi chết, 18 tuổi chết, 28 tuổi chết. Còn là cái thời mà kỳ mà Nguyễn Ánh đó ha, Nguyễn Huệ đó ha, Gia Long đó ha, là coi như là cực khổ vô cùng. Và có nhiều bà đi tu, có nhiều bà đi tu khổ quá, tới chừng mà mấy ông tướng vợ của gọi là Ngô Thời Nhiệm, vợ của Tảo Quân Lê Văn Duyệt, mấy ông đó là chết sớm thôi.
Rồi xong rồi là mấy bà này ở ở vậy và lập chùa gõ mõ tụng kinh cho tới chết, mà buồn khổ cho nên có hai mấy tuổi chết. Thì rõ ràng trở lại là quý vị thấy cái người mà muốn được quyền thế không phải là ta có cái phước của người ta, mà mình thấy như vậy thì mình đừng có ganh tị, mình đừng có tật đố, mình đừng có ôm ấp cái lòng tật đố ha. Rồi bây giờ nè, có những ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông không bố thí cho sa môn, hai bà la môn, đồ ăn, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, thuốc men, đèn đuốc, do nghiệp xấu như vậy sau khi chết bị đọa ở trong địa ngục. Nếu được sinh làm người, tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản nhỏ là do không bố thí cúng dường cho sa môn hay bà la môn, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, vân vân. Vì vậy cái người nghèo đó, tài sản nhỏ có nghĩa là người nghèo, người nào nghèo. Bây giờ quý vị nhìn lại coi, không dám nói ở đây, không dám nói tại vì ai cũng giàu chẳng hạn. Cái nguyên nhân mà nghèo khổ đó là do không bố thí cho sa môn bà la môn. Sa môn là ai? Người xuất gia. Bà la môn là ai? Bà la môn là mấy ông ở bên đạo bà la môn vậy thôi, là mấy ông đạo sĩ bên đạo bà la môn đó. Ở đây muốn nói là sao? Là cúng dường bố thí. Mà bố thí gì? Đồ ăn nè, y phục nè, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc, thuốc men. Mấy cái này quý vị có bố thí qua chưa vậy? Có chưa? Có chứ, sao đang bố thí mà tiền cho tôi hoài mà sao nói không có? Quên. Vậy tốt đó, quên rồi nha, lát nữa nhớ. Rồi, được vậy đó, cho rồi đã quên à, tới tháng mới nhớ. Rồi, như vậy rõ ràng là những cái người mình nghèo đó là do đời trước mình không có bố thí. Còn bây giờ nè, Phật nói là những cái người mà coi như là có nhiều của cải, tài sản, vật chất, những cái thứ đó có rất là nhiều là do người đàn bà hay đàn ông này có bố thí cho sa môn hay bà la môn. Và sau khi chết được sanh lên thiện thú. Đó, thầy nói tắt lại, nãy giờ quý vị về đọc nó cũng lặp đi lặp lại vậy đó. Thì rõ ràng bây giờ trở lại, thành ra mình nhìn người ta, nếu người ta có nghèo mình đừng khi dễ người ta nha. Mình có được tiền của, mình có được tài sản, có được là do sao? Nhiều đời nhiều kiếp mình có bố thí, mình có cúng dường. Và khi bố thí cúng dường, quý vị nên nhớ là cố gắng làm sao giống như bà Vũ Quế vậy tốt đó, tức là cúng xong quên, chứ đừng có nhớ và đừng có kể và đừng có gọi là hối tiếc. Cúng cho đã, tại vì giờ thầy Thiện Hữu nói chuyện nghe dịu ngọt, thầy Thiện Hữu là vuốt ve ra khoái cúng vài bữa trước mặt ổng là ổng nói ổng không binh, cái giận à, giận ổng cái tiếc, biết vậy hả, xích mấy rồi đó, xong xích mấy mà tôi cúng cho ổng không chết mẹ ổng đi. Không, thầy nói chung, thí dụ vậy, có nghĩa là bố thí mà lúc đó tiếc, mà cái chuyện bố thí đã rồi, nhưng mà tiếc. Thiện Hữu nói cái điều đó để quý vị ở này ít nhiều gì mình cũng có thể, mình tiếc những cái việc làm thiện, mà tới chừng mà cái chuyện gì đó làm cho mình không vui thì mình lại tiếc. Thì cái tiếc đó, ngày Xá Lợi Phất có một người đệ tử, quý vị có nghe chưa? Có một người đệ tử mà chứng quả A-la-hán rồi đó nha. Ông này lúc ổng mới sinh ra là ổng đã nghèo rồi, thiếu ăn, và lúc nào ổng cũng bị chết đói.
Khi ổng sinh ra là ổng có sinh vừa ra là ổng mới vừa kê vô miệng vô cái bình sữa của má ổng là má ổng chết hết sữa, là nó cái hiện tượng nó bị như vậy. Và khi ổng bắt đầu ổng lớn lên là trong nhà ổng khánh tặng nghèo khổ. Và khi ổng đi đến đâu cái chỗ người ta đang làm ăn phát đạt vậy đó, ổng xin vô ổng làm cái là chỗ đó mệt. Cuối cùng ổng buồn quá, ổng mới ngồi ở ngoài đường vậy, thì ổng nhìn thấy Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực với cái dung mạo rất là đoan trang, thì ổng buồn quá, đang buồn thấy ông này sao mà đi đoan trang như thế, cho nên ổng đi theo và ổng xin ổng làm đệ tử. Ngài Xá Lợi Phất dẫn về và được Đức Phật cho phép xuất gia. Thì khi xuất gia là gia nhập vào tăng đoàn là có cái truyền thống đi khất thực. Mà lạ lùng một cách, ổng đi ở trong cái đám mà tăng như vậy đó, mấy vị thánh tăng như vậy đó, lúc đó ông chưa chứng A La Hán, người ta cúng dường ào ào vậy đó, nhưng mà tới phiên tới ổng là hết rồi bạn. Rồi Ngài Xá Lợi Phất quán chiếu thấy vậy, thấy kỳ, biết nhưng mà không biết được cái kiếp trước của đệ tử mình như thế nào, và thấy rất là tội nghiệp, lúc nào cũng bị đói hết trơn. Và ông sư phụ ổng chia cơm cho ông đệ tử ăn, cái tình thầy trò rất là coi như là thương quý với nhau vậy, chứ không phải giống như cái tình thầy trò của thầy Thiên Hữu ha. Rồi thì có bữa đó thì ổng sắp thay vì là ông này á là tu sao hơn những cái vị khác thì đúng ra là phải đi sao, cho nên ổng mới nói ủa vậy thì đi sao, cho nên là người ta hết đồ ăn, thôi bây giờ sắp cho ổng đi trước, chắc cứu không, thấy chắc không? Như vậy đó mà tới chừng mà tới ổng mới có Ngài Xá Lợi Phất một quyền liên xong rồi là tới ổng kế bên vậy đó. Nhưng mà cái người gia chủ á khi đó nhìn vô trong cái bát á là sao, thấy cái bát thức ăn đầy nhóc chân, cho nên người ta đâu có bỏ vô, người ta đâu có bỏ vô. Rồi bắt đầu ông đi tiếp thì cái luật là cứ đi tới thôi, chứ còn không lẽ người ta không bỏ vô rồi cứ đứng đó hoài, ở ngoài sao còn biết bao nhiêu vị ngoài sao, cho nên là cứ đi. Nhưng mà cái bát lúc đó cái người cúng dường á nhìn thấy cái bát này nhóc hết trơn, đồ ăn ở trong đó, nhưng mà thực chất là không có cái gì trong đó hết. Rồi sau đó ổng về ổng cũng đói, và Ngài Xá Lợi Phất cũng chia cơm cái phần của mình cho. Ngài Xá Lợi Phất quán chiếu thấy ông này gần chứng quả A-la-hán mà coi như là già rồi, gần chết rồi. Cả cuộc đời tu từ lúc mà đi theo Ngài Xá Lợi Phất cho đến lúc gần chết, không có một bữa nào mà được no một cách trọn vẹn. Thì Ngài Xá Lợi Phất cố gắng Ngài tạo cái duyên, Ngài mới nói thôi bây giờ ông đi sinh, tại vì cái nghiệp của ông quá nặng, thôi con ở nhà, con không đi, hoặc là con ở cái chỗ nào đó thì để thầy đi, rồi thầy xin một phần, thêm một phần nữa. Thì thầy Ngài Xá Lợi Phất làm vậy thì thấy chắc ăn không? Cũng chắc ăn phải không? Không ngồi để ông chờ. Thì Ngài Xá Lợi Phất đi, người ta cúng dường dữ lắm, phước đức phước báo Ngài Xá Lợi Phất lớn, người ta cúng dường quá chừng luôn, xong rồi để sang một phần. Rồi Ngài Xá Lợi Phất thọ thực, rồi Ngài Xá Lợi Phất mới đưa một vị tỳ kheo khác làm ơn làm phước đem đi về tinh xá đưa cho ông thầy tỳ kheo già này ăn. Ông này ổng dân sinh vân, ổng mang đi, mà ổng mang đi giữa đường cái gặp cái chuyện đám ma, hay gặp cái mấy bà Phật tử của chùa Phật tổ, mấy bà nói chuyện nghe đã quá ông quên rồi. Cuối cùng nói tới 1 giờ, mà theo cái luật đó là 1 giờ gọi là ăn cái gì nữa, lúc bắt đầu tới 1 giờ rồi ông này mới giật mình chích, đem đồ đem cho ông tỳ kheo già, mà giờ quên, nãy giờ mấy bà Phật tử chùa này nói chuyện hay quá quên. Rồi bắt đầu đem về thì
Ông kia ông ăn được không? Quá giờ rồi ông không ăn. Quá giờ không ăn. Đó, cho nên cuối cùng ông mới nhập, ông coi như là ông nhịn đói mà ông nhập định chết luôn. Như vậy rõ ràng là ông này ông chết đói nhưng mà ông chứng quả A-la-hán. Thì ngài Xá Lợi Phất mới thấy một cái con người tu như vậy mà chứng quả như vậy mà tại sao bị cái nghiệp như vậy, mới lên hỏi Phật. Phật mới nói ai đâu có gì đâu con. Cái kiếp trước ổng á, ổng đã từng tu hành, tu rất là tinh tấn, và ổng phát tâm ổng cúng dường cho các vị sa môn. Nhưng mà cúng xong là tiệt. Phải nãy không cúng cho ổng chết. Nói một câu vậy thôi. Nhưng mà cúng rồi, nhưng mà tiếc. Cứ mỗi lần hãy mà cúng rồi là tiếc, cúng rồi tiếc. Vậy mà cái quả báo nó lớn vậy. Cả cuộc đời không có được một cái một ngày để mà ăn một cách rất là đầy đủ, không vậy, cho đến chứng quả A-la-hán. Cho nên quý vị nghĩ, đừng nghĩ là những người nghèo đói như vậy là người ta không có cái duyên gọi là chứng quả A-la-hán, hay là không có cái duyên tu. Người ta có cái duyên tu hành, có cái duyên chứng quả, nhưng mà cái nghiệp quá khứ người ta phải chịu, phải trả. Chứ mình đừng có thấy vậy mình nói là người ta không có tu. Vậy là ổng đi khất thực mà người ta không có cho, vậy là chắc ổng tu giả, hay là ổng không có tu. Thực chất không phải vậy, mà thực chất là do những cái gọi là nhân quả nhiều đời nhiều kiếp nó chồng chất, mà nó vi tế đến nỗi mà ngài Xá Lợi Phất còn không biết được hết, mà chỉ có Đức Phật thôi. Đức Phật ngài nhìn là ngài thấy, ngài biết do như vậy. Cho nên là nghèo khổ ha, là như vậy. Cái này là tài sản nhỏ đó, chưa có nghèo đó. Còn bây giờ nè, ở đây này thanh niên có người đàn bà hay đàn ông nào ngạo nghễ kiêu mạn, nghe ngạo nghễ kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ cho những người đáng được nhường chỗ, không tôn trọng những người đáng được tôn trọng, không cung kính những người đáng được cung kính, không đảnh lễ những người đáng được đảnh lễ, không cúng dường những người đáng được cúng dường, do nghiệp ấy sau khi chết đọa vào địa ngục ác thú, nếu được làm người sinh vào gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt là không cúng dường, không tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính. Như vậy là những người mà hạ liệt là hồi nãy là mới có tài sản nhỏ thôi, nhưng mà cũng có tài sản. Còn đằng này là hạ liệt có nghĩa là sao? Cứ bằng nghèo rất mỏng, rất mỏng tơi luôn rồi. Nghèo rất mỏng tơi luôn rồi. Cái lý do, cái nguyên nhân là sao? Là không, là tâm ngạo nghễ nè, tâm kiêu mạn nè, tâm không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, có nghĩa là cái lịch sự người ta đến người ta bắt ta ha, người ta chào mình thì mình đang ngồi mình cũng phải đứng dậy. Còn đằng này mình thấy người ta mình khinh thường người ta, mình không đứng dậy, cái đó cũng mắc quả báo nữa. Không mời ngồi những người đáng mời ngồi, ví dụ như mình ngồi vô chánh điện rồi, mình được cái chỗ đó rồi, nhưng mà nhìn lại thấy có một cái người mới ở ngoài vô, mà cái người này dung mạo khả nghi, khả ái, đáng được mời ngồi, thì lúc đó là sao? Mình mời người ta ngồi liền, nhường cái chỗ đó, thấy không? Rồi á, là không nhường chỗ cho những người đáng được nhường chỗ, là vậy đó. Chỗ này vậy người ta đi từ sáng tới giờ người ta mới ngồi được chỗ này, tự nhiên đi đâu mà vô trễ mà nhường, đâu có nhường được, thì như vậy cũng không được nữa, thấy không? Không nhường kinh đối với những người đáng đưa cái cuốn kinh, cũng mắc hồi nữa. Rồi như vậy rõ ràng. Còn nữa,
Một cái nữa là liên quan đến trí tuệ này. Ở đây này, thanh niên có người đàn bà hay đàn ông sau khi đến Sa môn hay Bà La môn không hỏi. Quý vị nghe nè, sau khi đến Sa môn Bà La môn rồi không có học hỏi gì trơn á, không có thưa hỏi, thưa tôn giả thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để không phải lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và lâu dài do những cái ác nghiệp đấy. Hiện đời sau khi chết đọa xứ vào cõi khổ, đọa địa ngục. Nếu được sinh làm người, trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém là không chịu học hỏi với những bậc Sa môn Bà La môn như vậy. Rồi người nào mà coi như có trí tuệ gọi là đầy đủ là do đi đến Sa môn Bà La môn thưa hỏi thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là lợi ích, thế nào là không lợi ích, thế nào là an lạc lâu dài, thế nào là an lạc ngắn hạn. Do nghiệp ấy, người ấy đầy đủ trí tuệ. Cái con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ là có học hỏi. Như vậy rõ ràng là bây giờ là mà sinh ra, có người sinh ra có đầy đủ trí tuệ và có người không đầy đủ trí tuệ. Phật rất là hay, Phật không bao giờ nói người đó là ngu. Mà Phật nói không đầy đủ trí tuệ chứ không có nói ngu nha quý vị. Từ đây về sau học cái cách của Phật nói, bà đó bà không có đầy đủ trí tuệ thôi, chứ đừng có khoáng một câu bà ngu. Đừng thoáng khoáng, đừng khoáng vậy. Mà không đầy đủ trí tuệ, mà cái nguyên nhân không đầy đủ trí tuệ là đến chùa mà không chịu học, đến Sa môn Bà La môn mà không chịu học, đi lo ngoài ngoài hút thuốc đó, không hỏi Phật pháp, quý y làm sao, tâm bảo làm sao, hay là chỗ cái sư phụ con nên làm cái này hay là con không nên làm cái này, không hỏi mấy thứ đó. Thì như vậy thì làm sao có trí tuệ được? Mà những người có trí tuệ là ta đến, người ta ta đến chùa ta học hỏi, thấy không? Ta đến chùa là ta đi tìm gọi là cái tủ kinh, hay là người ta đến chùa người ta tìm băng giảng, hay là người ta đến chùa người ta vô trong pháp đường hay là giảng đường hay là chánh điện để mà nghe thuyết pháp, rồi nghe xong rồi đến 2 giờ hỏi đó, 2 giờ hỏi thế thầy mồ mả của ba con như vậy thì có nên dời hay không, ví dụ nó liên quan đến màu mã nữa đó. Hỏi không biết là hỏi, học hỏi. Và cái này Đức Phật có dạy kỹ nha, nói vậy rồi đi hỏi lung tung thầy không biết đường trả lời. Phật dạy kỹ là hỏi Sa môn, đến chùa hỏi những bậc Sa môn mà hỏi gì, thế nào là thiện, thế nào là á, thiện thì nên làm, ác thì lánh xa. Có khi nào thầy xúi quý vị làm ác không? Không. Cho nên quý vị hỏi là thầy chỉ cái con đường đi đến cái thiện lành không à. Rồi trong này hỏi gì nữa? Thế nào là những pháp có lợi ích, thế nào là những pháp không lợi ích cho đời sống tu tập hoặc là đời sống của chúng con. Cụ thể hơn, quý vị đến đây là không có biết cái gì về tu hành thì quý vị cứ hỏi. Còn đằng này không hỏi gì trơn á, mà nói tôi tu lâu lắm rồi á, tôi đi chùa lâu lắm rồi đó, tôi quy lâu lắm rồi đó, nhưng mà không hỏi không gì trơn, không biết, không học gì hết. Thành ra cái nguyên nhân không hỏi không học thì kiếp sau thì là sao? Đức Phật nói là sao? Người sao? Thiếu trí tuệ. Nhớ nha, người thiếu trí tuệ. Còn cái người đầy đủ trí tuệ là người ta có học, người ta biết hỏi. Và ở trong đạo Phật, Đức Phật nói rất là kỹ, có gọi là trạch pháp hay là thất giác chi đó. Thì trong đó có trạch pháp, phải hỏi
ông thầy ông mới giải thích là cái pháp nào là học và pháp nào không học. Còn mình không có biết trạch pháp gì trơn á, không hỏi gì trơn á, là cứ gom hết riết rồi thành gì? Tẩu quả nhập ma luôn, thấy không? Cái gì cũng gom, cái gì cũng muốn hết trơn á. Có nhiều người rất là đi chùa nhưng mà rất là thích học ham tu, nhưng mà đụng cái gì cũng tu hết trơn, tu riết một thời gian cái mặt đó tối hù. Tu riết thời gian nhưng mặt nó tối hù là do ham tu, nhưng mà không có biết trạch pháp, không có biết hỏi, không biết chọn lựa cái nào để thích ứng với mình, với căn cơ của mình, mà đụng cái gì cũng làm hết trơn á. Thấy người ta làm vậy, cái này là truyền thống của Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, cái kiểu này nè, ha. Từ tới đừng bắt chước anh em vô đốt cúng cho thầy à, ha. Cúng thầy đừng cúng bông, cúng nhang thôi, đốt người cứ cả ba nhang lên cúng thầy, cúng cái đó gọi là cúng cầu siêu cho thầy luôn. À, nhưng mà cái truyền thống của người ta thì mình phải trân trọng, phải trân trọng. Và cái nữa, ví dụ như quý vị thấy không, mình không học, mình không hỏi là mình không biết. Ngày hôm qua đó thầy nói chuyện đó, thầy đâu có nói gì đâu, thầy đâu có gì, thầy học, thầy nói, thầy hỏi người ta nói, người ta đi mấy kiện chùa, bốn kiện chùa rồi, kiện chùa này là kiện chùa thứ năm, nhưng mà theo cái truyền thống của người ta đi mấy kiện, ai nói mười. Vậy mấy bà hôm qua lo chụp hình không mà không nhớ gì chứ. Theo truyền thống Thái Lan là người ta đi 9 kiển thôi. Việt Nam thì đi 10 kiển, thì vậy là mình học được cái truyền thống của người ta. Mặc dù là đạo Phật, mặc dù là đi hành hương, nhưng mà ta đi có 9 thôi. Mình thấy người ta đi 9, mình nói sao? Mình nói người ta không biết, mình nói người ta thiếu, đúng không? Trật lắm, đâu đúng, thấy không? Nhiều đó thôi là mình cũng học hỏi được. Học là vậy đó, chứ mà khỏi mất công đi tìm kinh điển, đi tìm sách vở làm chi. Gặp nhau nói chuyện chút học sung sướng không? Ta học người ta đã ấy, người ta nói sẵn, mình nghe mình thấy chí lý là mình học liền, ghi nhận liền. Hôm qua tới nay ghi nhận, quý vị quên hết rồi. Vậy là quý vị học cao hơn thầy nè. Thầy đụng cái quên à. Không mà nhờ quên vậy bữa nay mới vô nè, chứ nhớ dám không chừng bữa nay ở nhà rồi. Nhưng mà nhiều quên cũng có lợi, phải không? Có lý ha, quên cũng có lợi, quên cũng có lý, cho nên là cứ tiếp tục mà quên để từng nào cũng vô. Rồi, đó là một cái bài kinh mà một thanh niên ở ngoài đời thắc mắc hỏi Phật. Và sau khi nghe hết Phật dạy kỹ lưỡng như vậy, vị thanh niên này quy y Tam Bảo, thề trọn đời theo Phật, không theo nào nữa hết, và cho đến chết luôn. Đó, kết cục của cái bài kinh là như vậy. Trở lại như vậy thì ở ngoài đời mình thấy cái này, cái kia, cái nọ, nó không có giống cái nào giống cái nào hết. Thì mình phải biết được là do cái nghiệp nó khác nhau. Nghiệp khác nhau cho nên quả báo và cái hiện nghiệp nó cũng khác nhau. Nghiệp gồm có là gì? Nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại và nghiệp tương lai. Và tất cả, hồi đó Thiền Hữu học có một cái câu mà các ngài hay nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Chúng sinh á, bệnh tới rồi nó mới sợ, gần chết rồi, bệnh gần chết rồi nó mới run, nó mới bắt đầu niệm Phật. Còn mà nó còn khỏe thì nó không có niệm Phật, không lo tu, không lo đi chùa, không lo bố thí cúng dường làm phước, không lo trao dồi cái tâm tánh để cho nó thiện lành, nó mát mẻ. Đụng chuyện thì nổi cáo, đụng chuyện thì để trong lòng, đụng chuyện thì
thì đủ thứ hết trơn. Thì muốn làm sao mà muốn đẹp, làm sao mà mặt mà gọi là khả ái dễ thương được. Muốn mặt khả ái dễ thương dầu cho 80 tuổi đi nữa có dễ thương không? Có chứ. 80 tuổi, 90 tuổi mà coi như là mềm mỏng, nhẹ nhàng, khả ái, nói chuyện từ tốn. Nhưng lúc đó đâu nói nổi nữa đâu, không từ tốn. Thì cái đó là người ta gọi là khả ái dễ thương đó. Còn vô mà cứ ào ào thì nó cũng đâu có giống như cái người Phật tử, đúng không? Thì quý vị cố gắng ở cái bài kinh này. Thiền Hữu đọc như vậy, thì hồi xưa Thiền Hữu có đọc học một cái bài kinh gọi là bài kinh thập thiện của mình. Đức Phật nói bài kinh thập thiện nội dung cũng giống y như vậy nè, nhưng mà Phật nói còn kỹ hơn nữa. Phật nói kinh thập thiện ở dưới Lâm Cung, Phật xuống ở dưới Phật nói kinh thập thiện này ở dưới Lâm Cung. Tại vì Lâm Cung ở dưới Lâm Cung tức là ở dưới sao, dưới biển đó. Ở dưới biển á là nó có nó đâu phải chỉ có cá mập không. Ở dưới biển có cá gì? Cá đú. Cái gì nữa? Cá ong. Cái gì nữa? Cá voi. Cái gì nữa? Cá nóc. Cái gì nữa? Đủ thứ cá và tôm. Gọi ta gọi là binh tôm tướng cá. Đủ thứ hết, thằng nào cũng khác chứ không nào giống nào. Thì ngài Long Vương mà ngài mới hỏi sao mà thế giới của con vậy đó, mà sao không nào dốc nào cho. Thì Phật cũng nói tương tự như vậy nè. Sở dĩ mà làm con tôm hùm có mấy cái nanh càng để kẹp người ta, tại vì kiếp trước sao hay kẹp người khác. Kẹp không phải là lấy tay kẹp, mà kẹp là nói, nó xiên, nó xỏ, nó móc, nói cho người ta buồn, người ta đau, nói người ta chảy máu một chút vậy thôi. Cho nên kiếp này thành tôm hùm. Ví dụ như đó. Rồi ví dụ như con cá này, con cá nọ, thì Phật giải thích kỹ lưỡng luôn ở trong kinh thập thiện. Hồi đó thì ngũ học sơ đẳng á, học sơ đẳng á là học cái kinh thập thiện. Thì đọc tới bài kinh này thì Hữu nhớ cái bài kinh hồi nhỏ học kinh thập thiện của Phật, cũng nói cái sự khác biệt giữa thế giới ở dưới loài thủy tộc. Thì trở lại trên đời này, những cái nghiệp khác nhau đó là họ như vậy thôi, chứ mình đừng có chê. Người tu là đừng có chê ai chê cái người đó. Người ta cái nghiệp người ta không có nói được, không thuyết pháp được. Một cái người tu nào đó, người ta không có cái lợi khẩu hay không có cái khả năng đó, thì người ta có khả năng khác. Mình đừng có chê, mình nói tu làm cái chức vụ như vậy mà không có biết thuyết pháp, cái đó là không đúng. Không có phải là cái người tu, đâu phải người tu nào cũng phải thuyết pháp. Quý vị đúng không? Ở xã hội người làm nghề này, người làm nghề kia, không lẽ nào cũng làm nghề hớt tóc hết trơn? Đâu được. Đứa thì làm nghề hớt tóc, đứa thì làm móng tay, ha. Đứa thì nhìn móng tay thấy giống như dù đục, ha. Đứa thì bán bánh mì, đứa thì bán bánh ú, đứa thì bán với số đó. Nội trong này thôi nè, Phật tử đem lại cúng dường là thầy quán chiếu, thầy thấy là mỗi bà mỗi nghiệp. Có bà thì làm bánh ú, có bà thì đổ bánh xèo, có bà thì nấu bánh canh, có bà thì nấu hủ tiếu, có bà thì nấu xôi, có bà thì nấu phở, có bà thì nấu kiểm, có bà thì nấu cơm, có bà thì nấu chè, có bà thì làm sinh tố, có bà thì làm hộp é. Khách tới mà quay hộp é, quậy hộp é đó. Ha. Đủ thứ món hết trơn, có nghĩa là đủ cái tâm thức của mọi người, đủ thứ đó. Nhìn vô mình thấy, mình quán chiếu, cái đó là học. Chứ mình bắt mọi người giống như mình sao được. Giờ mà thí dụ như thầy cầu nguyện làm sao cho tất cả mọi người đến đây đều tu giống như thầy được không?
cái đó là ước nguyện thôi, ước vọng thôi, nhưng mà không được đâu. Cỡ như vậy mà coi như cạo đầu hết ở trong này. Không, nuôi nổi đó, nhưng mà sợ bể chùa. Tu sợ gì? Không sợ gì phải không? Nói thì nói vậy nhưng mà khó lắm, nghiệp khác nhau hả? Cho nên đó là khó. Quý vị nhìn quán chiếu ở ngoài đời, quý vị thấy ở trong chùa nó. Bây giờ chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức ra diệm tình, hướng về tâm ca đan điền gần xa, con và cha tam đảnh lễ Nam Mô Viện Nam Phật Giáo Hoằng Giới Hoằng Pháp Hoằng Đạo Khai Sơn Tạo Tự Từ Việt Nam Đến Tận Úc Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Quy Đường Thượng Từ Lâm Tế Gia Phổ Tam Thầm Cửu Thế Thượng Chánh Hạ Hòa Hòa Thượng Giác Linh. Từng nắng giọt đắng quyện hòa bèo mây cho đời chân thiện đó đây con thuyền trôi nổi chờ đầy gấm hoa